giới thiệu như nhạc thánh ca luôn. Thưa quý vị và các bạn, trong bộ thánh ca của Mỹ đó, hoặc là cái cuốn sách Breaking the Bread mà chúng ta thấy đó, có mấy bài hát mà nói về sự trở về rất là tuyệt vời. Trong đó có bài Hosea, tức là Come Back to Me. Thì tôi thiết nghĩ cái chữ Hosea đó cũng từ phát xuất từ tiên tri Hosea. Rồi mà trong tiên tri Hosea thì chúng ta biết rồi, ông có cái cảm nghiệm về tình Chúa yêu con người cũng như chính ông yêu vợ của ông. Thì cái tâm tình Come Back to Me là cái lời của Chúa rót vào tai của mỗi người chúng ta, cũng giống như lời của ông rót vào tai của tình nhân hoặc là vợ của ông. Quý vị và các bạn, một lời hát bằng tiếng Anh dịch ra là hãy trở về đây với ta, hãy trở về đây với anh, hoặc hãy trở về đây với em. Trong lời hình ảnh của một tình nhân, xin lỗi, một người vợ hay người chồng bây giờ khao khát muốn người phối ngẫu của mình sau khi đã lang thang chơi bời sa đọa hay là sa ngã và một con đường lầm lạc, trở về với liên hệ yêu thương, thì Chúa cũng muốn chúng ta đi vào một liên hệ yêu thương của Ngài, đặc biệt là có qua cuộc hành trình với Đức Giêsu Kitô, phải không Cha Danh? Hoặc là một người nào đó, một Kitô hữu nào đó đã và đang xa Chúa, xa giáo hội nhiều năm bằng cái con đường lối sống của mình mà nó rất là sai, mà mình đã cảm nghiệm được như thế, thì luôn luôn có tiếng mời gọi của Chúa cũng như của các linh mục, các sơ, của ông bà cha mẹ, của lương tâm, của sách vở, của TV, của radio mời gọi chúng ta come back to me, tức là trở về với Chúa, bởi vì Chúa luôn yêu thương chúng ta. Vâng, và chúng ta biết rằng tuần vừa qua vào ngày 28 tháng 8 hàng năm thì Giáo hội Công giáo luôn luôn dùng để kính nhớ một trong những vị thánh rất là lớn, rất là có tầm ảnh hưởng về đời sống thiêng liêng cũng như về triết lý tư tưởng thần học của Ngài, đó là Thánh Augustine, phải không Cha Danh? Vậy thì Thánh Augustine có cái cảm nghiệm đó không Cha Danh?
Vâng, Thánh Augustine thì ai cũng biết cái câu chuyện của về cuộc đời của Ngài một cách tóm gọn, đó là Ngài cũng chẳng có tốt lành gì trong những năm đầu tiên, năm tuổi trẻ. Nói tóm lại là đến năm có thể nói 30 mấy tuổi ông mới trở về. Thì Augustine rất là thông minh, có thể nói là kiệt xuất, thông minh rồi rất là giỏi. Tuy nhiên cái sự giỏi giang của ông đã khiến ông đã đi theo những cái nhóm mà chúng ta gọi là bè rối đó. Thì đại khái là những cái nhóm mà những cái điều họ nói họ làm, cái niềm tin của nó nghịch lại với đức tin của Công giáo nhiều lắm. Tuy nhiên sau khi ông trở về, và cái sự trở về của ông đã được cái sự đóng góp vô cùng to lớn, bền bỉ, trung kiên, yêu mến, đó là của bà mẹ mình, đó là Thánh Anna, mà chúng ta cũng Thánh sẽ mừng Monica. Vâng, bà Thánh Monica, chúng ta sẽ mừng ngày hôm trước đó, để nói lên rằng đây là hai mẹ con nên thánh. Người mẹ nên thánh nhờ nhân đức, hy sinh, cầu nguyện và nêu gương sáng, trông cậy vào Chúa. Người con nên thánh nhờ cái sự trở về với ơn của Chúa, cũng như cái sự trợ giúp của mẹ mình. Cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp của mẹ con nên thánh nó nằm ở chỗ đó. Chính vì thế, nhiều khi tôi thấy một người mẹ hay một người bà rất đau khổ cầu nguyện cho chồng hay là cho con nhiều năm, rất đau, rất khổ. Nhưng mà trong cái đau, cái khổ và cái nhân đức của nhiều năm trời hy sinh cầu nguyện, nêu gương và đó, tôi thiết nghĩ đã làm cho quý vị nên thánh. Đó thưa quý vị, cái điều mà chúng ta nghĩ rằng cần nên thánh đó là quý vị đó. Quý vị cầu nguyện, quý vị nêu gương, quý vị giống Chúa thì nên thánh. Đó, nhiều chỉ vì thế cho nên cái sự mà chúng ta không nghĩ đến thì nó lại đến. Bà Anna nên thánh bởi vì cầu nguyện và hy sinh cho chồng, cho con. Vâng, và chúng ta mới thấy được rằng kinh nghiệm của bà Thánh Monica chạy đến với vị giám mục thành Milan, tức là giám mục Ambrosio đó, để mà cầu nguyện khóc lóc và xin Ngài cầu nguyện cho con của mình. Thì vị giám mục Ambrosio nói câu thế nào cho Danh và quý vị biết không? Ngài nói: với những giọt nước mắt liên lỉ của một người mẹ như bà khóc vì con của mình, tôi chắc chắn là Thiên Chúa không để cho con của bà xa hỏa ngục đâu. Ý nói rằng trong cái sự cầu nguyện liên lỉ của chúng ta đó, cho một người thân của mình quay trở về với Chúa đó, luôn luôn có một tia sáng của hy vọng, của ơn trở lại và biến đổi. Và điều đó đối với bà Thánh Monica rất rõ ràng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bà. Thì tôi thiết nghĩ có lẽ đây cũng là một trong những cái bài học cho rất nhiều, vô số những bà mẹ Công giáo. Những bà mẹ Công giáo nhận Thánh Monica làm quan thầy. Nãy giờ tôi cứ nói lộn chữ Anna không ạ? Vâng, thì tôi thiết nghĩ ít nhiều gì những người mẹ tốt lành cũng có phải hy sinh, phải đau khổ, và phải nêu gương trong cuộc sống gia đình. Nó tùy ở những người mẹ, người bà. Có những người mẹ thì tương đối là cái đau khổ nó ít hơn, nhưng mà cũng phải có, bởi vì bản chất là phải hy sinh, mà hy sinh là yêu thương là kèm theo đau khổ. Nhưng mà cũng có một số cụ bà hay là những người mẹ, những cô, những chị cũng có những người con hư quá, làm cho mình mệt quá, rồi đi vào con đường sai trái, khiến quý vị cứ mất ăn, mất ngủ, rồi xin khấn, rồi đi lễ, đi hành hương, rồi kêu các cha cầu nguyện. Thì thưa quý vị, chúng ta trước nhất hãy bền bỉ, hãy kiên, trung kiên vào lời cầu nguyện, noi gương bà Monica. Và rồi chúng ta phải hiểu thế này, cái phần của chúng ta đã làm rồi, thì chúng ta đừng có quá đau khổ. Tức là mình đã cầu nguyện rồi, đã nêu gương sáng cho con hay là cho người thân, mà họ vẫn đi đường sai trái, thì chúng ta hãy thấy có sự bình an trong chúng ta và tin tưởng rằng, giống như hồi nãy cha Thái nói, khi mình đã cầu nguyện nhiệt tình như thế thì vào cái điều tốt và ý tốt như thế cho con mình hay cho người thân mình nên tốt, ít nhiều sớm muộn cái người ấy cũng nên tốt. Và chính mình trong cái việc cầu nguyện và nêu gương cũng đã đang là nên tốt đấy mà chúng ta không nhớ. Vâng, rất là thực tế. Thưa quý vị và các bạn, cha Danh cũng là làm trong mục vụ gia đình Nazareth, cho nên những liên hệ trước tiên á, là liên hệ gia đình. Chúng tôi có đơn cử trong cái buổi phát hình hôm nay, kinh nghiệm giữa vợ và chồng. Chúng ta đừng nản lòng khi tình yêu ban đầu đã tan vỡ hoặc biến mất, nhưng hãy luôn luôn tiếp tục nuôi dưỡng cái tình yêu đó và làm mọi cách thức để làm sao cái người phối ngẫu, người vợ, người chồng đi hoang đàng của mình á,
một ngày nào đó xét lại cuộc đời và quay trở về gia đình. Chứ đừng tìm cách trả thù cách này cách kia. Và liên hệ cha mẹ, con cái. Rồi có cái liên hệ con cái đối với cha mẹ không cha Danh? Có bao giờ những người con phải cầu nguyện cho cha mẹ trở về không? Có hết. Cái liên hệ nào cũng có cái phần khó, cái phần hy sinh, cái phần khổ. Về cái người vợ, người mẹ đã đành, người chồng, người cha cũng có. Và cũng có những người con nữa chứ không phải là không. Vâng. Nhưng mà chừng có lẽ đa số là mẹ. Vâng. Rồi hoặc là bố, là vâng. chồng. Vâng. Vâng, thì liên hệ con người mà. Không người này thì người kia. Đó, thì vì thế chúng tôi xin quý vị cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong lời chia sẻ, lời Chúa khai mở cho chúng ta những vấn đề quá thực tế. Và đồng hành với nhau. Đó, có ít nhất là mấy bà mẹ đến nói chuyện với tôi, một bà mẹ là như vậy cha Danh. Tự nhiên thấy đi lễ rất là siêng năng, hiền lành. Tự nhiên một bữa xuất hiện thì thấy cái mặt bầm tím bên con mắt. Hỏi tại sao mà bác bị như vậy vậy? Nói con của con xin cha cầu nguyện cho nó. Nó bị bệnh tâm thần. Khi nó bị bệnh nó nổi cơn điên lên. Tự nhiên nó đánh hết. Nó quýnh cả mẹ nó. Con là mẹ nó mà nó đánh sưng mặt luôn. Đó là một cái hình ảnh chữa lành cần được trở về. Hoặc là có những người con cũng không phải là điên là mát. Điên mát thì thôi thì chúng ta cũng ai cũng cố gắng mà thông cảm rồi. Có những người con đôi khi vì say rượu, say xỉn. Hoặc là chích choác vô đó thì nó cũng mất cái control đó. Hoặc là đôi khi là cũng như vậy đối với người cha mẹ đó. Mà mẹ cũng vẫn yêu, vẫn thương. Rồi có một người con khác là đòi đi lính mà không có được nhận vô lính. Hay là quay sang chửi Chúa, dùng từ chửi Chúa, xong quay sang chửi bố mẹ hoảng quá. Phải cho đi không? Nói là chính quyền nó không có nhận á. Nhưng mà đại khái là cảm thấy rằng đau khổ khi những người con, người thân của mình đã rời xa Chúa cách nào đó. Vậy thì hôm nay xin Chúa tiếp tục hấp dẫn chúng ta. Cái từ hấp dẫn, cha Danh, từ quyến rũ đó. Vâng, giờ đây chúng ta chia sẻ thêm về bài phúc âm, kể mà chúng ta hết giờ. Chúng ta biết Phêrô trong bài phúc âm Mát-thêu hôm nay chương 16 câu 21 đó, thì ông mới tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là cái câu tuyên xưng rất là đặc biệt, rất là tốt, rất là chí lý trên môi miệng của một người thời Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng thời Chúa Giê-xu đó, ai cũng nhìn Ngài như là một người tốt thôi, hay là một tiên tri, hay là một cái vị, một đấng thánh, một cái đấng thật tốt. Chứ người ta chưa nhận ra Ngài là Chúa. Cao lắm là ông Tô-ma này, hay người sĩ quan này. Đó, rồi hôm nay ông Phê-rô tuyên xưng điều này: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa khen ông liền: Phê-rô, con nói điều đó tuyệt vời, không phải vì xác thịt mà vì cha trên trời mặc khải cho con. Thì thưa quý vị, trong cái điểm này, chúng ta tin tưởng vào giáo hội, vào các đức giáo hoàng, nối tiếp truyền thống của Phê-rô để giảng dạy về đức tin, về luân lý. Thì chúng ta biết rằng cha trên trời bảo đảm trong cái sự mặc khải về cho giáo hội, đứng đầu là Phêrô và các giáo hoàng, về những điều về đức tin và giáo lý. Thật sự ra thưa cha Thái và quý vị, trong những năm vừa qua đó, thì nói chung tiếng nói của giáo hội, nhất là về vấn đề chiến tranh á, hay là hòa bình chiến tranh, hay là một cái nghiên cứu về cái gì mà nó không được đúng, nó trái với luân lý đó, thường tiếng nói của giáo hội rất là uy tín. Trong những thời gian qua rất tiếc là vì một số vụ này vụ nọ không được tốt, tầm ảnh hưởng của giáo hội không có nữa, nhưng mà giáo hội về luân lý, về đức tin, đó là những điều chúng ta phải tin với gọi là người Công giáo. Vâng, và tin rằng chính Chúa Thánh Thần mặc khải chân lý đích thực của Thiên Chúa cho giáo hội, và giáo hội là công cụ con người để chuyển tải những cái chân lý đích thực của Thiên Chúa. Và vì thế mà có những điều rất nhức nhối ngay hiện bây giờ, chẳng hạn như vấn đề chiến tranh ở Iraq chẳng hạn, cha Danh. Các Kitô hữu đang bị bắt hại và đuổi khỏi Iraq. Vì gần giống như có một cuộc thanh trừng của nhóm Hồi giáo quá khích. Không phải chỉ có các Kitô hữu không thôi, tất cả những ai không phải là Hồi giáo và theo những cái luật lệ kiểu của mấy đảng phái đó. Và những người khác nữa cũng đang bị bắt hại. Thì chính Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến bay từ Nam Hàn, công du Nam Hàn về đó, thì được phỏng vấn. Những cái cuộc phỏng vấn của Ngài cũng nghe chí lý lắm và hào hứng nữa. Ngài nói rằng
nếu mà điều kiện cho phép để ngăn ngừa những bạo lực và chém giết nhau ở Iraq á, mà tôi có điều kiện cho phép thì tôi sẵn sàng bước chân vào đất nước đó để trở thành một sứ giả của hòa bình. Đó. Và ngài nói cái này mới là hay nè, cho danh. Ngài nói là nếu có phải dùng đến chiến tranh, mình không gây chiến tranh. Nhưng nếu mà phải dùng đến những phương pháp để bảo vệ những người thấp cổ bé mình, thì để chấm dứt những hành động bạo lực của những kẻ ác á, thì giáo hội đôi khi sẽ phải làm đó. Vâng. Nhưng mà chỉ làm tới đó thôi chứ không có âm mưu chiến tranh hoặc là lấn chiếm hoặc ảnh hưởng gì cả. Cái việc ngài nói đó nó gây cũng tương đối là một ít cái xôn xao một chút, là bởi vì xưa nay truyền thống của giáo hội Công giáo nói chung là không có ủng hộ chiến tranh, là không có chiến tranh gì cả, là bởi vì luôn luôn chọn cái con đường hòa bình cũng như cái con đường ngoại giao. Tuy nhiên, bởi vì nó đang xảy ra cái sự giết chóc chém giết dã man quá, thì ngài cũng nói lên cái sự mà chúng ta cố gắng làm hết mọi sự để ngăn cản cái sự ác đó, thì cũng có thể là cái con đường của vũ lực. Thì dĩ nhiên cái điều này vẫn còn phải được xem xét bằng cả cộng đồng quốc tế chứ không và được, chỉ là với lại phải qua nước. Với lại qua con đường của nhiều nước, của UN đó, là hợp chủng quốc đó. Đó. Vâng, chứ không phải là quyết định của một quốc gia riêng nào. Để cho cái công việc chấm dứt bạo lực của những kẻ ác phải ngăn lại. Đó, thì đó là một cách để mà thể hiện là cái điều Thiên Chúa đang hướng dẫn cuộc đời chúng ta qua giáo hội Công giáo. Ai chưa biết giáo hội Công giáo, xin quý vị cứ đến với các nhà thờ xem, gọi là dự thánh lễ chung với những người anh chị em đó. Họ là ai làm gì mình làm nấy, trừ phi mình rước lễ thôi. Thì để mà rồi đến với đức tin của Công giáo, để Chúa ban tràn đầy nhiều ân sủng xuống cho quý vị và các bạn ngày hôm nay. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời chung kiến. Này con là đá, Satan xứng hùng miêu ma vây vùng không làm chuyện dù. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sứ sinh lưng và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc cho quý vị có một tuần vui vẻ bình an. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen.